trong khi khái niệm đồng tính chuyển giới đã trở nên quen thuộc và phổ biến với phần lớn các nước trên thế giới thì tại triều tiên đây vẫn là một chủ đề quá mới mẻ đó cũng chính là lý do mà một người đàn ông có tên là jang Yongjin sau khi sống quá nửa cuộc đời mới khám phá ra giới tính thật của bản thân sau khi đào tẩu khỏi triều tiên để được sống đúng với con người thật của mình ông đã quyết định kể lại câu chuyện của sinh mình Chang Jiong Jin từng không biết mình là người đồng tính. Trong suốt 37 năm, ông chưa từng nghe nói về đồng tính. Tại quê hương Triều Tiên của Chang, đồng tính không tồn tại. Nghe lời bố mẹ, ông Chang lấy vợ. Ngay ngày đầu tiên kết hôn, bà ấy nói chúng tôi có vấn đề. Tôi cứ tự hỏi tình yêu là gì và cảm thấy rất có lỗi với vợ. Tôi cảm thấy có tội, như thể tôi đã hủy hoại cuộc đời bà ấy. Hồi còn ở Triều Tiên, ông từng đi khám vài lần để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, ông phải chạy đi khi bác sĩ mắng vào mặt. Sau khi nghe ông Zhang trình bày, Zhang nói, ông biết rõ ở Triều Tiên không phải chỉ mình ông là người đồng tính. Hồi tôi còn ở trong quân ngũ, có một sĩ quan cấp cao cũng gặp vấn đề giống tôi sau khi kết hôn. Ông ấy thường đến nói chuyện với tôi. Ở quê tôi cũng có một người không bao giờ kết hôn, cứ ở vậy suốt đời. Xã hội Triều Tiên coi những người như thế là không bình thường. Chàng bây giờ mới hiểu mình từng yêu bạn thân thuở bé, hai người thường nắm tay nhau, ngủ chung giường. Những điều này ở Triều Tiên là bất thường. Một hôm anh bạn đến nhà tôi chơi, tôi không ngủ với vợ mà sang ngủ với anh ấy. Ngắm cậu ấy ngủ mà tim tôi đập thình thịch. Tôi không hiểu tại sao mình lại đau lòng như thế. Tôi đứng dậy ra ngoài sân, nhìn thấy một con ngỗng bay qua đầu. Khi đó tôi hiểu rằng mình phải đi. Trang có vượt biên từ Trung Quốc sang Hàn Quốc nhưng thất bại. Ông đưa ra một quyết định liều lĩnh, quay lại Triều Tiên để vượt qua khu vực phi quân sự, cách mà nhiều người đào tẩu từng cố thử. Trang biết đến khái niệm đồng tính khi đọc một quyển tạp chí phẫu thuật ở Hàn Quốc năm 1998. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng hơn cho Trang. Ông không có người nhà ở Hàn Quốc, gia đình ông đều ở Triều Tiên, ông có rất ít bạn. Cuộc sống càng khó khăn gấp bội khi ông không chỉ là kẻ bỏ trốn mà còn là người đồng tính. Nhưng Trang vẫn lạc quan, muốn bắt đầu lại cuộc đời ở tuổi 60. Israel là một quốc gia nằm trên vùng đất có lịch sử hào hùng trải dài qua nhiều thế kỷ với nhiều công trình cổ của người La Mã, trong đó có thành cổ Caesarea mới đây thì nhằm khôi phục khu thành phố La Mã cổ đại này, các nhà khảo cổ Israel đã tiến hành dự án tái thiết lại ngôi đền cổ thuộc khu phố này. Theo đó, nhiều công nhân đang tiến hành xây dựng và khai quật các tàn tích từ thời La Mã với niên đại hơn 2.000 năm. Được biết, thành cổ Seuere được vua Herod Đại đế xây dựng trước Công nguyên và đặt tên là Seuere để ghi nhớ công ơn hoàng đế La Mã. Đi tới nước nào, người La Mã cũng tiến hành xây dựng hệ thống tường thành, hào, lũy hay các pháo đài để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Thành cổ Sayuri là một kiến trúc nổi bật, vì ở từ khoảng cách rất xa, người ta cũng có thể nhìn thấy nó. Một công trình tuyệt vời. Trong quá trình khôi phục, nhóm khảo cổ cũng phát hiện ra những cổ vật từ thời La Mã với những giá trị văn hóa cao như viên ngọc trai hay một cây nến theo số liệu thống kê, mỗi năm, thành cổ Caesarea thu hút khoảng 1 triệu du khách đến tham quan và khám phá các nhà hát từ thời La Mã. Các nhà khảo cổ Israel cho biết, dự án được đầu tư khoảng 27 triệu đô la Mỹ nhằm tăng gấp ba số lượng du khách đến đây. Đồng thời, họ cũng hy vọng Caesarea sẽ là thành cổ nổi tiếng thứ hai của Israel, chỉ sau thành cổ ở Jerusalem.